Hello guys, xin chào các bạn, mình là Trinh và mình là giáo viên đến từ hệ thống Anh ngữ Miss Hoa. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục chuỗi bài học chinh phục bài thi TOEIC. Hôm nay chúng mình sẽ cùng chuyển sang bài thi TOEIC Part 2. Alright, và Part 2 của chúng mình sẽ có tên gọi là Questions and Response, có nghĩa là hỏi và đáp. Và chúng mình sẽ cùng đến phần đầu tiên với nhau, đó chính là phần thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản thì sẽ có những con số như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ có 25 câu hỏi từ câu số 7 đến câu số 31. Cùng với đó là chúng mình sẽ có 3 tương ứng với 3 câu trả lời, 3 đáp án cho mỗi câu hỏi. Trong bài thi TOEIC Part 2 này thì chúng mình chú ý đó là người ra đề sẽ không in bất kỳ một lời thoại nào trên đề. Chúng ta sẽ phải nghe hết tất cả từ câu hỏi đến câu trả lời. Vì vậy Part 2 này các bạn sẽ cần nghe cẩn thận, chú ý hơn cho mình nhé. Và mình sẽ show cho các bạn, đây chính là một cái lời thoại của bài thi TOEIC Part 2. Chúng ta sẽ có một câu hỏi, ngừng với 3 câu trả lời này. Nhiệm vụ chúng mình chọn câu trả lời phù nhận hợp nhất với câu hỏi được đưa ra. Rồi và chúng mình sẽ cùng chuyển sang Part 2. Ở đây mình sẽ tặng cho các bạn một bộ các mẹo để chúng ta có thể tránh bẫy, loại được các đáp án sai nhanh nhất trong bài thi TOEIC Part 2 nhé. Rồi và bây giờ chúng mình cùng đến tips number 1, tip số 1 nhé. Ở đây mình có câu hỏi là Who is your favorite singer? Ca sĩ yêu thích của bạn là ai nhỉ? Rồi, your favorite singer. Đáp án ở đây là Yes, he is. Đúng hay sai các bạn nhỉ? Yes, đáp án này là đáp án sai rồi, đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy câu hỏi của cô đó là câu hỏi WH question, who, đúng không nào? Tuy nhiên câu trả lời lại là Yes, đó là câu trả lời cho câu hỏi Yes, no question. Vậy thì ở đây các bạn chốt cho mình tips number 1, đó là với câu hỏi WH question mà trả lời là yes hoặc no thì là đáp án sai. Ok các bạn nhé. Đó, vậy là khi đi thi chúng mình chỉ cần nghe được từ để hỏi who này hoặc là where when mà mình nghe câu trả lời có từ yes hoặc no là chúng mình có thể loại ngay mà không cần nghe phần đằng sau nữa. Ok, vậy đây là một mẹo rất hữu dụng đúng không nào? Bây giờ chúng mình chuyển sang tips number 2. Ok, ở đây chúng ta có câu hỏi Would you like some coffee? Ok, và câu trả lời là The copies are available. Ở đây các bạn có thể để ý thấy cho mình là câu trả lời với câu hỏi có một từ nào mà đọc gần giống nhau nhỉ? Ok, chính xác rồi, đó là từ copies and coffee. Hai từ này đọc khá giống nhau, dễ bị nhầm đúng không nào? Ở trong các bài thi nghe khác của các đề thi khác này thì chúng ta có thể thấy là khi câu hỏi, câu trả lời mà có từ nào mà nghe gần giống với câu hỏi thì thường chúng ta sẽ hướng đến đáp án đó để chúng mình chọn đúng không nào? Đặc biệt với phần thi TOEIC này, có những câu mà chúng mình thấy câu trả lời có từ gần âm với câu hỏi. Ví dụ như ở đây có từ copies and coffee thì chúng mình sẽ loại đáp án đó. Ok các bạn nhé, thường đây sẽ là đáp án sai này. Ok, rồi, vậy chúng mình chốt cho câu tips number 2. Câu trả lời có từ gần âm với câu hỏi là đáp án sai. Alright, let's move to tips number 3. Ở đây chúng mình có một câu hỏi như sau, rồi các bạn có thể đoán nhanh cho mình. What is the missing letter? Chữ cái con thiếu là gì nhỉ? Ok, chính xác rồi, đáp án là A. Mình có câu Who is in charge of the meeting? Ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc họp? Và ở đây mình có câu trả lời là The service charge is high. Ở đây các bạn có thể thấy đó là câu hỏi và câu trả lời có một từ đọc giống y như nhau, viết giống nhau luôn, đó là từ charge, đúng không nào? Tuy nhiên từ charge ở câu hỏi có nghĩa là chịu trách nhiệm, in charge of, chịu trách nhiệm cho việc gì. Còn ở câu trả lời the service charge thì ở đây có nghĩa là phí dịch vụ. Vậy chúng mình chốt ra một tips nữa, đó là với những câu mà có câu trả lời có từ đồng âm với câu hỏi thì đáp án đó sẽ là đáp án sai các bạn nhé. Thì các bạn có thể ghi các tips này vào vở này. Rồi chúng ta cùng chuyển sang tips number 4. Ok, mình có một câu đố mẹo cho các bạn, một câu hỏi đố các bạn này, đó là How many kinds of fish are there in the ocean? Có bao nhiêu loài cá ở ngoài biển nhỉ? Đây là một câu hỏi khó mà đến mình cũng không biết nữa. Đó, vậy nên mình có thể tự tin hỏi là trả lời là I don't know, được không nhỉ? Mình có thể trả lời là I don't know được không? Yes. Đó, nghĩa là mình có câu rồi, đó là không biết thì không có tội đúng không nào? Vậy thì ở trong bài thi TOEIC cũng vậy, đó là với những câu trả lời mang ý nghĩa là tôi không biết thì sẽ luôn là đáp án chính xác các bạn nhé. Ok, vậy thôi, đây cũng là một tip rất hữu hiệu đúng không nào? Đó, vậy thì chúng mình có thể ghi đó là nhóm I don't know, đó, câu trả lời I don't know thì luôn đúng.
chúng ta có thể bị lỡ, không nghe được câu hỏi. Nhưng nếu chúng mình nghe được câu trả lời nào mà có ý tương tự là tôi không biết, thì mình có thể tự tin chọn đáp án đó các bạn nhé. Ok, và ở đây là nhóm I don't know, thì chúng mình sẽ cùng học và bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một vài các cách diễn đạt khác cũng mang ý nghĩa I don't know mà bài thi TOEIC hay ra. Ok, đầu tiên chúng ta có I have no. Ở đây mình sẽ có một từ được đánh vần như sau. Các bạn thử đoán từ này có nghĩa là gì này. IDEA. Từ gì các bạn nhỉ? Chính xác rồi, đó là idea. I have no idea. Có nghĩa là tôi không có ý tưởng nào cả, nghĩa là tôi cũng không biết về điều đó. Next one. Ở đây có một từ được phiên âm như sau. Từ này đọc là gì các bạn nhỉ? Yes, good job. I haven't got a clue. Tôi không có một manh mối nào cả, cũng có nghĩa là tôi không biết. Alright, next one. Mình sẽ có câu đó là nó chưa được quyết định. Thì mình sẽ có câu it hasn't been. Và ở đây quyết định sẽ là yes, decided yet. Nó chưa được quyết định, điều đó chưa được quyết định. Vậy là tôi cũng không biết về điều đó. Alright. Và bây giờ chúng mình cùng chuyển câu này sang câu chủ động cho mình nhé. Mình sẽ có câu là they haven't decided yet. Họ chưa quyết định về điều đó. Alright, vậy thì đây là 4 câu cùng với nhóm tôi không biết mà sẽ thường là đáp án đúng trong bài thi TOEIC. Ok, các bạn có thể ghi nốt lại vào vở để chúng mình chú ý nhé. Rồi, chúng mình đã học được tổng cộng là mấy tips rồi nhỉ các bạn nhỉ? Yes, chúng mình đã học được 4 tips đúng không nào? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu xem trong bài thi TOEIC Part 2 có bao nhiêu dạng câu hỏi các bạn nhé. Ok, các loại câu hỏi. Rồi, và loại câu hỏi thứ nhất là loại câu hỏi mình đặt là information questions. Loại câu hỏi về thông tin, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ có những loại câu hỏi như sau. Ví dụ như là who, which, what, when, where, why, how, alright. Và đây chính là nhóm câu hỏi WH question. Tiếp theo, chúng mình đến nhóm thứ hai. Yes, no, tag and negative questions. Nhóm câu hỏi yes, no này, câu hỏi đuôi và câu hỏi phủ định. Cuối cùng, chúng ta sẽ có dạng câu hỏi statement, chính là những câu trần thuật, những câu không phải câu hỏi. Thì bây giờ, chúng mình có những dạng câu hỏi như sau. Bây giờ chúng mình đi cùng tìm hiểu sâu thêm với những dạng câu hỏi nào thì chúng ta sẽ có những câu trả lời như thế nào nhé. Thứ nhất, chúng ta cùng đến nhóm câu hỏi information question. Ở đây chúng ta cùng tìm hiểu với nhau xem với câu hỏi who, chúng ta sẽ có những câu trả lời thích hợp nào có thể sử dụng cho câu hỏi who này. Rồi, mình có ví dụ đầu tiên. Who uses this desk? Ai sử dụng chiếc bàn này? A. He sat there yesterday. Anh ấy, ở đây mình có từ sat là quá khứ của từ sit. Right. Anh ấy ngồi đó từ hôm qua. Đúng hay sai nhỉ? Ok, sai đúng không nào? B. It's a very tidy desk. Đây là một cái bàn rất là gọn gàng. C. Mr. Stephens. Ok, vậy thì ở đây chúng mình có đáp án đúng là đáp án C, chính xác rồi. Và với đáp án C thì mình có thể thấy đây là một tên người, đúng không nào? Kèm theo Mr. hay là Mrs. thì cô gọi đấy là một danh xưng. Vậy mình chốt nhá. Với câu hỏi who, đáp án có thể đó chính là đáp án tên người hoặc là danh xưng này. Ví dụ như là Mrs. Lee, Mary or Tom. Ok, next one. Mình có ví dụ thứ hai. Who did you meet at the seminar? Bạn gặp ai ở buổi hội thảo nhỉ? Ok, đáp án A. Sam will go to the seminar. Sam sẽ đi đến buổi hội thảo. Ở đây chúng mình thấy đáp án này có từ gì đồng âm với câu hỏi rồi nhỉ? Chính xác từ seminar. Vậy chúng ta sẽ loại đáp án này này. Ok, B. I don't know who he is. Tôi không biết anh ấy là ai. C. Our vice president. Mình có vice president là phó chủ tịch. Phó chủ tịch của chúng ta. Đáp án này hợp lý không các bạn nhỉ? Yes, chính xác rồi. Good job. Sẽ là đáp án C là đáp án hợp lý. Vậy chúng mình có thể suy ra được một đáp án nữa cho câu hỏi who. Đó là người ra đề có thể chọn đáp án đó là chức vụ hoặc vị trí của một người nào đó trong công ty này. Sẽ là đáp án cho câu hỏi who. Vậy chúng mình cùng chốt nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ có tên người và danh xưng. Thứ hai, chức vụ và vị trí trong công ty này. Vậy thì để chúng mình có thể làm nhuần nhuyễn phần này hơn, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một vài các tên chức vụ cũng như là danh xưng, tên chức vụ cũng như là vị trí ở trong công ty để chúng mình có thể nghe được câu trả lời đúng nhé. Ok,
Okay, đầu tiên cô có một từ như sau. Rồi đố các bạn biết từ này của cô sẽ có chữ cái còn thiếu là gì nhỉ? Yes, very good. Chữ cái E, receptionist, right? Và ở đây mình có từ receptionist sẽ là lễ tân. Okay. Next one. Chúng mình ghi từ mới vào vở nhá. Từ thứ hai chúng ta có đó là giám sát viên. Mình tặng cho các bạn luôn này. Supervisor. Supervisor. Okay, giám sát viên. Và cuối cùng mình có từ kế toán viên sẽ là very good. Accountant. Everyone, accountant. Okay. Rồi vậy mình đã có ba từ vựng miêu tả chức vụ, ba từ vựng. Alright, vậy chúng mình đã có ba từ vựng về chức vụ cũng như là vị trí trong công ty rồi. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang lại câu trả lời tiếp theo nhá. Okay. Ở đây chúng ta có là who handles complaints. Ở đây chúng ta có động từ handles là chịu trách nhiệm để giải quyết. Vậy mình có ai giải quyết những lời phàn nàn nhỉ? Ở đây A, the customer service department, bộ phận chăm sóc khách hàng. Nghe hợp lý không các bạn nhỉ? Okay. Rồi, tiếp đáp án B, she never complains. Ở đây mình thấy từ gì gần âm với câu hỏi nhỉ? Yes, chính xác, từ complains. Vậy đáp án này mình cũng có thể loại C, I've never heard of that. Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó. Rồi, vậy đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án A. Very nice. Rồi, vậy chúng mình có thể suy ra được câu trả lời cho câu hỏi who tiếp theo. Đó chính là với câu hỏi who, đáp án có thể là một tên phòng ban các bạn nhé, tên phòng ban. Alright, vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu các tên phòng ban nào hay gặp trong bài thi TOEIC. Thứ nhất, chúng ta có bộ phận kế toán. Mình vừa học kế toán viên là accountant, right? Vậy thì các bạn có thể đoán bộ phận kế toán là gì không nhỉ? Chính xác rồi, sẽ là accounting department. Accounting department. Alright, next one. Tiếp theo, bộ phận kế toán này, đây là một bộ phận khác cũng rất quan trọng trong một công ty. Đó là bộ phận alright, cũng có bộ phận như sau. Personnel department. Đó là bộ phận nhân sự các bạn nhé. Ok, vậy chúng mình đọc lại cho cô này. Ở đây, các bạn chú ý cho mình, đó là ở đây cái từ personnel sẽ đọc là L, không phải là O nhé, như là personal. Đó, đây là một từ khác này, đọc cho mình lại lần nữa nhé. Personnel. Personnel department. Ok, bộ phận nhân sự. Và cuối cùng mình có phòng bán hàng sẽ là sales department. Sales department. Rồi chúng mình cũng luyện tập lại một lần nữa nhé. Đầu tiên mình có accounting department là yes, phòng kế toán, đúng không nào? Tiếp theo personnel department, phòng nhân sự. Và cuối cùng sales department, phòng kinh doanh hay là phòng bán hàng này. Ok. Rồi, và tiếp theo chúng mình chuyển sang câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi who. Who's responsible for ordering new supplies? Ai chịu trách nhiệm cho việc đặt đơn hàng, được chưa nhỉ? Đặt những cái đồ dụng cụ mới. Ok. Ở đây mình có A, paper, pens and envelopes, usually. Không ai sai nhỉ? Next one. B, no one. Không ai. Cuối cùng C, it was a big surprise. Vậy đáp án ở đây là good job. B, no one. Không ai chịu trách nhiệm cho việc đó cả. Vậy ở đây mình có từ no one sẽ là một đại từ. Và đây cũng chính là nhóm câu trả lời rất hay gặp trong câu hỏi who. Vậy chúng mình chốt lại bốn nhóm câu trả lời có thể sử dụng cho câu hỏi who nhé. Đầu tiên mình có tên người và danh xưng này. Tiếp theo chúng ta có chức vụ, vị trí. Thứ ba, tên phòng ban. Và cuối cùng, các đại từ. Và khi chúng mình làm bài thi, chúng mình cũng sẽ tổng hợp và học các từ mới dựa trên các cái tiêu chí, các cái chủ đề như mình vừa cho nhé. Ok, bây giờ chúng mình chuyển sang lại câu hỏi tiếp theo. Đó chính là câu hỏi when questions. When chính là hỏi gì nhỉ? Ở đâu, vị trí, đúng không nào? Vậy chúng mình cùng xem với câu hỏi when, người ra đề sẽ có những câu trả lời nào hay gặp nhé. Ok, when will the conference take place? Ở đây mình có từ take place là diễn ra, đúng không nào? Vậy mình có là khi nào thì cuộc hội thảo diễn ra? Đáp án A, at a hotel in New York. Ở một khách sạn ở New York, đúng không nhỉ? Yes, okay. B, I can give you a reference. Tôi có thể đưa cho bạn một lời giới thiệu hoặc là một cái thư giới thiệu. C, at 4 p.m. Vậy đáp án đúng ở đây các bạn chọn là C. Right, good job. Vậy ở đây chúng mình có với câu hỏi when, hỏi khi nào, thì chúng ta sẽ có câu trả lời là
mình có từ at là một giới từ, đúng không nào? Cộng với 4 PM là một từ chỉ thời gian. Vậy chúng mình chốt đó là với câu hỏi when, mình sẽ có câu trả lời rất hay gặp, giới từ cộng với từ chỉ thời gian. Okay. Mình có một vài ví dụ tương tự như sau. Ví dụ như là 2 PM, chỉ giờ này, chỉ các thời điểm trong ngày, in the morning. Next one là chỉ ngày nào đó này, đó là last Monday, hoặc là một ngày cụ thể, on April 15th. Ok, tiếp theo chúng mình đến câu thứ hai. Chúng mình cùng nhìn và chọn nhanh cho mình đáp án là gì nhá. When are we leaving the airport? Khi nào thì chúng ta sẽ rời khỏi sân bay nhỉ? A. I believe so. Tôi tin là vậy. B. As soon as the bus arrives. Ở đây mình có cụm as soon as có nghĩa là ngay khi. Vậy câu này dịch là ngay khi xe buýt đến. C. I did read the report. Tôi đã đọc bản báo cáo rồi. Vậy đáp án đúng ở đây là good job. B. Đúng không nào? Ở đây mình có as soon as cộng với chủ ngữ và động từ. Vậy đây sẽ là một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy mình chốt câu trả lời thứ hai cho câu hỏi when, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian này. Người ra đề có thể cho câu trả lời cho câu hỏi when là một mệnh đề, ví dụ như là when I was young, right? As soon as the bus arrived. Ok. Rồi, vậy bây giờ chúng mình cùng chuyển sang lại câu hỏi tiếp theo của nhóm information questions, đó là câu hỏi where. Where là hỏi gì nhỉ? Ở đâu, đúng không nào? Vậy chúng mình cùng xem câu hỏi where sẽ có những câu trả lời như thế nào nhá. Where can I find the quarterly report? Tôi có thể tìm thấy báo cáo hàng quý ở đâu nhỉ? A. In the filing cabinet. Ở trong một cái tủ đựng tài liệu. B. I can find it. Tôi không tìm được nó. C. To the seminar. Đến buổi hội thảo. Vậy đáp án đúng ở đây là? Ok, chính là một đáp án chỉ địa điểm, đúng không nào? Mình sẽ có in là một gì các bạn nhỉ? Giới từ. Và cộng với the filing cabinet, loại từ là một danh từ, chính xác. Vậy mình sẽ có cấu trúc của câu trả lời như sau. Sẽ là một giới từ cộng với danh từ để chỉ địa điểm của câu trả lời này. Rồi, ví dụ như mình có các giới từ như sau. Chúng mình cùng ôn lại một vài giới từ chỉ địa điểm nhé. Ví dụ như mình có in là ở trong này, next to bên cạnh, near gần, over there ở đằng đó này, over there, across đối diện cái gì đó. Ok. Rồi, ở đây cô có câu hỏi đó là where is the post office? Rồi, cái bưu điện ở đâu nhỉ? Đáp án A. In the morning. Vào buổi sáng. Chúng mình có thể thấy câu trả lời này trả lời cho câu hỏi gì nhỉ? When, đúng không nào? Nói về thời gian rồi. B. Turn left at the corner. Dễ, trái nhá, ở góc ấy. Đó. Và C. I had it before. Rồi, tôi đã làm việc đó rồi, và tôi đã có cái đấy rồi. Ok, vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B, đúng không nào? Vậy thì với câu hỏi where, ngoài trả lời là một địa điểm ra này, thì chúng ta có thể trả lời bằng một chỉ dẫn, hướng dẫn người ta đến đó như thế nào. Ok, vậy chúng ta sẽ có một vài từ vựng liên quan đến chỉ đường, chỉ dẫn như sau nhá. Mình có go straight, đi thẳng này. Turn left, turn right, rẽ trái, rẽ phải. Ok, rồi, vậy bây giờ chúng mình đến phần cuối cùng này. Ok, where can I find a stapler? Ở đây mình có một từ vựng, đó là từ stapler, chính là cái kẹp giấy, kẹp kim. Rồi mình cùng xem các đáp án nhé. A. Miss Wang borrowed it yesterday. Miss Wang mượn nó ngày hôm qua. B. At 10 o'clock. Đáp án này thì là trả lời cho câu hỏi gì rồi? When, đúng không nào? C. I will find it later. Tôi sẽ tìm nó sau. Đó, vậy thì ở đây đáp án đúng là đáp án chính xác A. Vậy thì với câu hỏi where, ngoài trả lời bằng địa điểm này hay là chỉ đường, thì chúng ta còn có thể trả lời bằng một tên riêng, tên người. Vậy nó sẽ biến thành câu hỏi gần như câu hỏi who, đúng không nào? Đó, vậy thì chúng mình chú ý nhá. Với câu hỏi where, mình có thể trả lời bằng một tên người. Đó, ví dụ là ai đó đang cầm cái gì đó. Ok, đáp án. Rồi, vậy chúng mình nhớ cho cô các câu trả lời cho câu hỏi where như sau. Thứ nhất là location, thứ hai là direction, và thứ ba là person name. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ cùng đến một dạng câu hỏi khác. Đó là dạng câu hỏi yes, no questions. Rồi, với yes, no question thì ở đây mình có một câu như sau. Is Mr. Ito in charge of customer service? Mr. Ito có chịu trách nhiệm cho
bộ phận chăm sóc khách hàng không nhỉ? A. Yes, he is managing it. B. The survey will be done. C. No, everybody is busy. Ở đây chúng mình thấy này, với câu hỏi yes, no thì mình sẽ chọn những đáp án nào có từ yes và no đúng không nào? Ví dụ như là ở đây, đáp án B và C. Tuy nhiên thì đáp án ở đây, đáp án đúng là đáp án A. Vì sao nhỉ? Yes, he is managing it. Đúng rồi, anh ấy đang quản lý nó. Chúng ta có thể thấy với câu hỏi này có câu trả lời là yes và cộng với phần tiếp theo là phần chi tiết bổ sung ý nghĩa cho câu hỏi yes ở phía trên, và cái này nó phù hợp với câu hỏi. Tuy nhiên câu C chúng ta thấy này, không, mọi người đều đang bận, thì nó lại không phù hợp với nghĩa của câu hỏi, đúng không nào? Vậy thì ở trong bài thi TOEIC, thường với câu hỏi yes, no, người ta sẽ trả lời bằng yes hoặc no cộng với một phần chi tiết để bổ sung ý nghĩa cho câu hỏi yes. Và thường trong đề thi, người ta sẽ rất hay bẫy chúng mình ở phần detail, nghĩa là trả lời yes hoặc no rồi này. Tuy nhiên, phần detail bổ sung lại không phù hợp nghĩa với câu hỏi. Đó, vì vậy chúng ta chú ý cho mình ở phần này nhé. Đó là câu trả lời cho câu hỏi yes, no sẽ là yes, no cộng với detail. Đề thi sẽ hay bẫy ở phần detail, alright. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có câu hỏi Do you have a pen that I can borrow? Okay. Đáp án A, in my office. Đây là câu trả lời cho câu hỏi gì nhỉ? Yeah, câu hỏi where đúng không? B, at 5 in the afternoon. Đây là câu trả lời cho câu hỏi when rồi, chính xác. Chỉ còn đáp án C thôi, I lent it to John. Tôi cho John mượn rồi. Vậy thì ở đây đáp án đúng là đáp án C. Ở đây chúng mình có thể thấy này, mặc dù đây là câu hỏi yes no question, tuy nhiên đáp án đúng lại không có câu trả lời yes hoặc no. Và đáp án này hoàn toàn được chấp nhận các bạn nhé. Vậy chúng mình có câu trả lời cho câu hỏi yes no, đó là không có yes no mà chỉ có detail thôi. Detail without yes no. Ok. Rồi, vậy chúng mình đã xong phần câu hỏi yes no. Chúng mình cùng chuyển sang hai dạng câu hỏi nữa mà cũng khá tương tự với yes no này. Đó là negative and tag question. Mình có một câu như sau. Haven't you already booked a flight? Chúng mình có thể thấy là ở đây phần trợ động từ đã thêm một từ, đó là not, đúng không nào? Đang ở dạng phủ định. Vậy thì câu hỏi này của mình sẽ là loại câu hỏi chính xác, negative questions, câu hỏi phủ định, đúng không nào? Tiếp theo chúng mình đến câu hỏi You have already booked a flight ticket, haven't you? Ở đây chúng mình thấy phần đằng sau của câu hỏi có một phần đuôi này, đó, và nó là ở dạng phủ định so với dạng khẳng định ở phần trên, đúng không nào? Vậy dạng câu hỏi này chính là loại câu hỏi tag questions, có thêm một phần đuôi đằng sau dấu phẩy của câu hỏi. Ok. Rồi, vậy bây giờ chúng mình cùng xem câu trả lời cho hai câu này là gì nhá. Và với hai câu này thì chúng mình chú ý đó là hai câu này sẽ dịch nghĩa tương tự nhau. Đó là bạn đã đặt vé máy bay chưa? Đó, với hai câu này chúng ta sẽ dịch y như nhau, nghĩa y như nhau. Ok, vậy đáp án A. No, I was too busy. Không, tôi bị quá bận. Ok. B. Yes, all the tickets were sold out. Rồi, tất cả những cái vé đã bị bán rồi. C. My suitcases are full. Cái vali của tôi đầy rồi. Vậy đáp án đúng ở đây là gì nhỉ? Yes. A. No, I was too busy. Vậy chúng mình thấy với đáp án A, chúng ta có no và cộng với một phần nữa, đó là phần chi tiết bổ sung ý nghĩa cho câu trả lời no của chúng ta, đúng không? Vậy bản chất của câu hỏi negative và tag question chúng mình có thể thấy đó là nó giống với loại câu hỏi gì chúng mình vừa học nhỉ? Chính xác, bản chất của nó giống với câu hỏi yes no question chúng ta vừa học. Đó, vậy thì chúng mình nhớ lại câu trả lời cho câu hỏi yes no là gì, thì câu hỏi negative và tag question cũng có những câu trả lời tương tự như vậy nhé. Ok. Rồi, và bây giờ chúng mình cùng nhìn lại câu ví dụ vừa nãy chúng ta vừa làm này. Đó, có bạn thắc mắc đó là em thấy B cũng hợp lý mà nhỉ? Đó là tất cả những cái vé bị bán rồi nên là em không mua được. Đó, tuy nhiên thì chúng mình thấy ở đây đó là có từ yes, đúng không nào? Ở đây người ta hỏi là bạn đã đặt được vé máy bay chưa? Mình trả lời là có. Có thì có nghĩa là đặt được rồi, đúng không nào? Tuy nhiên phần chi tiết nó lại bảo là tất cả vé bị bán rồi có nghĩa là không đặt được. Vậy thì chúng mình đang thấy một vấn đề ở đây, đó là hai vé yes và vé detail nó không ăn nhập với nhau. Vậy đây cũng là một cái bẫy người ra đề rất hay bẫy chúng ta, bẫy với yes no. Ok, vậy chúng mình có thể chú ý thêm một chú ý nhỏ nhỏ, đó là chú ý bẫy thông tin hai vé yes no và vé detail không ăn nhập với nhau.
các bạn nhé. Ok, không nhất quán. Rồi, ở đây mình có một câu hỏi mà chắc hẳn các bạn nam rất hay được các bạn nữ của mình hỏi đúng không nào? Đó là câu hỏi Don't you love me? Mình thử dịch sang tiếng Việt sẽ là anh có yêu em không ấy, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ nếu mà mình trả lời theo tư duy tiếng Việt này sẽ là No, I love you. Không, anh yêu em mà, đúng không? Đấy là tư duy tiếng Việt nhá. Tuy nhiên thì ở trong tiếng Anh mình có câu trả lời này có hợp lý không nhỉ? Thì chúng mình nhớ lại cái bẫy vừa rồi, đó là hai vì không ăn nhập với nhau. Ở đây trả lời là không, mà phần detail lại là một câu khẳng định, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng mình chú ý đó là trả lời theo tư duy tiếng Anh. Nếu như chúng mình có thì sẽ trả lời là yes, và về sau cũng sẽ phải là khẳng định. Còn nếu trả lời no thì về sau sẽ phải là câu phủ định các bạn nhé, sẽ là No, I don't love you, đúng không? Vậy thì chúng mình chú ý với tiếng Anh thì chúng ta sẽ dựa trên sự thật. Nếu mà yêu thì bảo là yes, có. Còn nếu không yêu, bảo là no, không, đúng không nào? Chứ sẽ không có trường hợp đó là không, anh có yêu em mà, các bạn nhé. Ok, ở đây tiếp theo mình có từ statement. Đây là một câu trần thuật này, một câu không phải câu hỏi, đúng không nhỉ? Tuy nhiên ở đây thì nếu những bạn nào mà đã có lượng từ vựng tốt rồi thì chúng ta sẽ nghe và hiểu hết câu hỏi, nghe hết câu trả lời, hiểu hết câu trả lời và chọn đáp án đúng. Thì cái đấy là rất là tốt rồi này, đúng không? Tuy nhiên những bạn nào mà mới học, chưa nghe, không nghe hiểu được tất cả những câu hỏi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng phương án loại trừ. Nghĩa là loại trừ đi những đáp án sai dựa trên các mẹo mình đã học để chọn được đáp án đúng các bạn nhé. Rồi, vậy thì với câu này chúng ta cùng xem nhé. The photocopier needs to be fixed as soon as possible. Cái máy photocopy cần phải sửa sớm nhất có thể. Đáp án ở đây, đầu tiên ở đây này, đáp án A. I didn't even know it is broken. Tôi còn không biết là nó bị hỏng cơ. Okay. B. Mr. Shin fixed it. Thì ở đây chúng mình thấy có từ gì đồng âm với câu hỏi nhỉ? Chính xác, đó là từ fixed, right? Vậy đáp án C mình, đáp án B mình, loại. Chính xác. C. 5 copies, please. Ở đây mình có từ gì? Nghe cũng rất là gần giống với câu trần thuật phía trên nhỉ? Chính xác, đó là từ 5 copies với photocopier. Right, hai từ gần âm với nhau. Vậy đáp án C và B đều loại rồi. Đáp án còn lại chỉ có thể là đáp án A. Very good. Ok, vậy thì chúng mình chú ý phương pháp để làm câu statement, đó là sử dụng phương pháp loại trừ. Ok, rồi vậy chúng mình đã cùng đi tìm hiểu qua các câu hỏi trong bài thi TOEIC Part 2 và các cái câu trả lời thường hay được sử dụng trong câu hỏi đó rồi. Vậy chúng mình cùng đi luyện tập với nhau ở các câu trong bài thi thật nhé. Chúng mình chú ý cho cô, đó là chúng mình sẽ nghe kỹ các từ để hỏi, cũng như là suy ra được các dạng câu hỏi, để từ đó suy luận ra được các đáp án có thể trong bài thi TOEIC Part 2 nhé. Number 2. Who should I talk to about ordering office supplies? A. Mr. Smith is in charge of that. B. No, I didn't place the order. C. We have plenty of paper. Okay, rồi, chúng mình cùng xem ở đây câu hỏi và câu trả lời là gì nhá. Alright, các bạn ơi, chúng mình nghe được câu hỏi ở đây là gì nhỉ? Okay, who should I talk to about ordering office supplies? Tôi nên nói chuyện với ai về việc đặt những cái văn phòng phẩm nhỉ? Ở đây A, Mr. Smith is in charge of that. Rồi, với câu hỏi who đúng không nào? Mình sẽ tìm đến ngay, đó là đáp án có gì nhỉ? Tên riêng, vậy đáp án A là đáp án chính xác rồi, đúng không nào? Mr. Smith chịu trách nhiệm cho việc đó. Mình có cụm từ in charge of là chịu trách nhiệm cho. Đó, đây là một cụm từ nãy đến giờ chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều trong bài giảng của mình rồi, đúng không nào? Vậy đây là một từ rất hay gặp trong phần này. Chúng mình hãy ghi vào vở cho cô nhé. In charge of, chịu trách nhiệm. Next one, B. No, I didn't place the order. Rồi, đáp án này có từ gì mà chúng mình nghe phát là mình loại luôn nhé? Chính xác, đó là từ no, right? Vì đây là một WH question. Vậy trả lời yes, no là đúng hay sai nhỉ? Chính xác là đáp án sai, các bạn nhé. C. We have plenty of paper. Ok, chúng ta có rất nhiều giấy. Vậy câu này không liên quan đến câu hỏi rồi nhỉ? Ok, rồi chúng ta cùng chuyển sang câu thứ hai. Chúng mình cùng nghe nhé. Number 5. Could you post this notice on the board?
Yes, she went to the post office. B. Sure, after I finish this email. C. I am sorry, I can't go to the meeting. Okay, rồi, các bạn đã chọn được đáp án đúng cho Chính Minh chưa nhỉ? Alright, let's look at the board. Could you post this notice on the board? Bạn có thể đăng cái thông báo này lên bảng tin được không? Okay, vậy chúng mình thấy đây là loại câu hỏi gì nhỉ? Yes, no question, đúng không? Vậy chúng mình nhớ lại xem. Yes, no question sẽ trả lời là yes, no cộng với detail hoặc là detail mà không có yes, no nhé. Rồi, chúng mình cùng nhìn này. Ở đây có đáp án A, có từ yes rồi. Vậy chúng mình phải chú ý một cái mẹo mà chúng ta vừa nhớ với nhau, một cái bẫy đúng không nào? Đó là ở đây yes, tuy nhiên thì chưa chắc là câu đúng đâu. Chúng mình phải xem detail có phù hợp với câu hỏi không. Có, cô ấy, she went to the post office. Có, cô ấy đến bưu điện. Có liên quan không nhỉ? Không, đúng không nào? Vậy câu này là đáp án sai rồi. Đáp án B. Sure, after I finish this email. Chắc chắn rồi, sau khi tôi hoàn thành cái email này. Đây có phải là đáp án đúng nhá. Câu C. I'm sorry, I can't go to the meeting. Rồi, vậy câu này, tôi xin lỗi, tôi không thể đến cuộc họp. Vậy câu này cũng không liên quan. Ok, vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Good. Và ở đây chúng mình có thể thấy này, ngoài sử dụng từ yes để trả lời cho câu hỏi yes, no, thì người ta có thể sử dụng một vài câu, một vài cách khẳng định tương tự. Ví dụ như mình có từ sure ở đây, thì ở đây mình sẽ tặng luôn cho các bạn một vài từ cũng có nghĩa là khẳng định giống từ yes nhé. Đầu tiên chúng ta có từ sure. Sure. Next one. Definitely. Definitely. Và cuối cùng là certainly. Certainly. Có nghĩa là chắc chắn rồi. Alright. Vậy thì chúng mình sẽ có thể có những đáp án trả lời đó là những từ như sau, cộng với detail, phù hợp với câu hỏi nhé. Ok, và bây giờ chúng mình đến với câu luyện tập cuối cùng nhé. Number 7. Mr. Shin is not feeling well today. A. Are you feeling okay? B. I hope he gets better soon. C. He speaks 3 languages. Ok, rồi các bạn đã chọn được đáp án đúng cho mình chưa nhỉ? Rồi chúng mình cùng xem câu hỏi và đáp án ở đây là gì nhá. Ở đây loại câu hỏi chính là một câu, yes, là một câu chân thuật đúng không nào? Mr. Shin is not feeling well today. Mr. Shin cảm thấy, mình có từ not feeling well là cảm thấy không khỏe. Mr. Shin cảm thấy không khỏe hôm nay. A, are you feeling okay? Ở đây mình thấy câu trả lời có từ nào gần âm đồng âm với câu hỏi nhỉ? Chính xác có từ feeling. Vậy đáp án này chúng mình loại. Next one, B. I hope he gets better soon. Ở đây mình có từ gets better là khá lên này, trở nên tốt lên. Vậy mình có là tôi mong rằng anh ấy sẽ sớm khỏe lên. Next one, C. He speaks 3 languages. Rồi, các bạn ở nhà có chọn đáp án đúng giống mình không nhỉ? Đáp án ở đây chính là đáp án B. Very good. Tôi mong rằng anh ấy sẽ sớm khỏe lên. Rồi, vậy là chúng mình đã cùng vừa luyện tập với nhau các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Part 2 Listening, Questions and Response. Và mình mong rằng sau video này chúng ta sẽ có các thông tin cơ bản cũng như là phương pháp để chúng ta có thể làm thật tốt bài thi TOEIC Part 2 này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở các video sau. Alright, see you later. Anh ngữ Miss Hoa, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.